nhiều bạn hỏi về vấn đề rung gai đầu của xe tay ga, và sau một thời gian sử dụng thì nó bị lì và nó không bóc không bắt nữa. Thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn cái vấn đề làm nồi của xe tay ga để khắc phục cái tình trạng trên. Thì có hai cách, một là chúng ta làm gia công lại cái nồi zin, còn hai là chúng ta thay hẳn một cái bộ nồi độ. Thì để làm cái nồi zin thì trước tiên thợ sẽ tháo cái nồi của các bạn ra và kiểm tra nồi trước á, thì người ta sẽ kiểm tra cái mặt nhôm nè, nó có bị khuyết thì là không, là nếu mà có thì người ta sẽ dớt lại, và bi nồi nó có mòn không thì người ta sẽ canh độ lại cái dớt dẫn và canh độ lại cái bi nồi để cho nó nhẹ và nó bóc hơn, cũng như là khắc phục được tình trạng rung gai đầu. Thì tùy theo nơi mà họ sẽ canh cho các bạn thôi. Còn về nồi sau thì người ta sẽ kiểm tra cái mặt trong của chuông nè, nó có bị khuyết hay là bị mòn không, nếu có thì người ta sẽ dớt và người ta bắn cát để cho nó bám với cái bốn nồi sau là cái này đây. Nồi sau này nếu mà có mòn thì người ta sẽ dán lại cho mình. Thì nhìn chung thì làm cái nồi zin của xe tay ga thì người ta sẽ làm như vậy, cộng với kiểm tra dây cô ro, nếu mà dây cô ro nó bị mòn thì người ta cũng thay luôn. Còn về cái nồi độ thì đây là cái sản phẩm nồi độ của hàng Lai, đây là hàng Lai Raxin. Anh em không sai lại vì cái bộ nồi độ Lai này của Raxin này, bộ nồi đang trên bàn này là của Vario. Trước tiên về mặt nhôm nè và bẻ độ cũng như bi á, thì canh bi 14 giúp cho xe vận hành á êm ái ga đầu và đi hậu sâu. Chuông và bố ba càng nè, thiết kế thiết kế là rất là tương thích cho cái bộ nồi ha, lắp vào như viên, không hề chế cháo và không hề thêm bất kỳ vấn đề gì nữa, chỉ về cái lắp về cái canh này thôi. Còn cái nồi sau thì nó có cái lò xo luôn nè, lò xo trụ nè, và full một bộ nồi Lai này thị trường đang bán là tầm 1,7 triệu đến 1,8 triệu nha anh em. Sản phẩm được anh em biker chơi dòng xe tay ga Vario rất là ưu chuộng, thì anh em có thể tham khảo cái bộ nồi này. Ngoài bộ nồi Lai này thì còn rất là nhiều cái bộ nồi độ khác như là Kuso, giá nó rẻ hơn á, Kuso như tầm khoảng 1,3 triệu đến 1,5 triệu á, thì giá trên là giá chọn bộ cái bộ nồi bao gồm nồi trước, nồi sau, bi, lò xo, chưa bao gồm công lắp ráp này nọ, thì anh em có thể tham khảo ha. Ok.